Rồi, xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ coi con C100 nhé, trong khu triển lãm Motor Show ở quận 7. Con này của bên công ty người ta không biết thuê ở đâu, người ta trưng bày các bạn. Con này khá là cũ nha. Mình nghĩ là trong một cái sự kiện mà đẹp hoành tráng như vậy á, thì mình phải ít nhất là mình kiếm cái con gọi là đẹp, thật đẹp mình trưng bày. Sao mình kiếm cái con nó hơi xấu các bạn. Con này thật sự là nó hơi xấu nha, nó hiếm nhưng mà nó hơi xấu. Lốp lủng luôn anh em, lốp lủng luôn rồi. Đây, chúng ta sẽ coi chi tiết thử như thế nào nha. Má đồng dây thắng, dây ga gì đũa cầm zin nha, niềng zin lốp made in Indonesia. Cái vè này thì nó có cái miếng nhựa ở đây nhưng mà nó bị bể. Nước sơn này zin mà. Xe 100 á, cái đặc điểm của nó là vừa gáo bữa cổ, vừa gáo đèn, vừa chữ A, nó liền lạc nha. Đây là đặc điểm của con xe 100. Tay thắng của nó thì nhỏ. Con này xuất Anh nha, xuất Anh này đồng hồ nó sẽ là giảm. Con này km trên giờ, con này không phải xuất Anh rồi. Ở đây ánh sáng nó tối, nó mù, nhìn nó không có được rõ rồi. Con này thua xa so với cái con mình mới review tức thì các bạn. Cái nắp này bằng nhôm tím bẩn. Vừa rồi á, năm cách đây 3-4 năm rồi á, Trung Quốc nó ra một chiếc nhái y chang cái dòng này luôn, ghê thiệt chứ. Cái bô này bị móp rồi, cái cao su này lâu quá nó cũng nát luôn rồi nha. Cái cốp này nó muốn banh rồi các bạn. Một con xe rất là hiếm nha. Con xe đây mình nhìn tình trạng là mình sẽ thấy là được sử dụng khá là nhiều các bạn. Lốc nồi này đã dặm sơn lại rồi. Cái bình xăng của nó nằm ở giữa nha. Đó, đúng rồi. Bình xăng nó nằm ở giữa là đúng rồi nè. Ba ga. Ốc phụ ha, gấp. Cái bô của thằng này nó đặc biệt là nó dịp dịp các bạn, nó dịp dịp như cái bánh ú vậy đó. Phía mặt trước thì nó to nhưng mà cái nhìn trên xuống thì nó sẽ dịp. Nó giống như là một cái hình hộp chữ nhật vậy đó. Đặc biệt là chỉ có dòng C100 mới có thôi nha. Ốc ác rồi, còn ok ha. Cái đèn này theo thời gian nó bị bạc màu các bạn. Nó màu vàng bây giờ nó chuyển ra nó màu trắng sữa luôn rồi, bạc màu theo thời gian. Mấy ngóc này dặn nát luôn rồi nè. Con này sơn chim vẫn còn hộp xích nè. Còn hộp xích nè, ốc có tầng xây nè, có nguồn zin nha. Cái gất chân bên đây cái cầu su nó to, cái cầu su bên đây nó nhỏ, cây gất chân bên đây nó nhỏ mà cây cầu su gất chân bên đây nó to các bạn. Em nó bị lai các bạn.
có một khóa nắp nồi măng cá, cái măng cá của nó ha, nhìn hay ha, đi xíu rồi. Đặc biệt là con C100 là cái nắp nồi măng cá của nó là khác nhất so với những dòng khác các bạn, nó rất là khác nha. Bình, cái bình xăng đứng của nó này các bạn, bình xăng đứng của nó rất là lạ nha, nó cũng khác với tất cả những dòng xe khác. Thì bình xăng này nó không được duy trì sau cái đời thằng này, thì nó không, nó được cải tiến lại rồi các bạn. Cái đầu của nó cũng là nó xài đũa thì nó cũng cải tiến luôn các bạn. Cái bao tử của nó dài lon luôn. Sau này thì người ta cải tiến lại, người ta làm cái bộ cổ đúng không, người ta tách riêng bộ cổ riêng, rồi gáo đèn riêng, rồi chữ A riêng, rồi cái phục này người ta cũng cải tiến lại. Còn nhưng mà với cái cấu chính của nó là hai ngóc này với cái lò xo, người ta vẫn giữ nguyên, nhưng mà người ta chỉ cải tiến lại cái cách để đặt cái lò xo, cách và cái cách để uống giữa cái cổ và cái ghi đông thì người ta được cải tiến lại. Cái bè được đậu làm khá là đẹp nha, mình thấy nó rất là đẹp, nó có cái găng này, găng từ trước ra sau nè. Nhưng mà sau này thì tất cả từ những cái dòng này đây trở đi thì nó không còn cái găng nữa, cái găng nó nhìn rất là lạ đó. Cái yếm thì nó cũng được thay đổi rồi, ví dụ như hình hình dáng cái gấp hai tầng thì nó giữ này ha, gấp phụ hai tầng cốp thùng xăng rồi thì nó giữ. Là những cái mà cảm thấy mà nó bất tiện thì nó thay đổi xi nhan nè, ghi đông nè đó, thì sau này nó cải tiến, nó thay đổi, nhưng mà vẫn có những cái chi tiết nó vẫn giữ nguyên bản, không có thay đổi theo thời gian. Ở đây là một con C100 nha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Mình lại đi kiếm một cái con xe khác mình review tiếp cho anh em coi nha.